Chào vâng, em Hoàng xin kính chào tất cả anh em và các bác. Ở video clip này, em lại tiếp tục lên sóng với tất cả bác hai dòng dây tín hiệu âm thanh, đó là dây ba lăng cái ra bông sen và dây ba lăng đực cái, để cho tất cả bác lựa chọn phối ghép cho dàn audio của mình nhé. Và trên tay của em đây là bộ dây ba lăng cái ra bông sen, để cho tất cả các bác cắm từ những con vang số vang cơ xuống những con âm ly để mình nghe nhạc hát karaoke nhé. Hiện tại các bác đang sử dụng những sợi dây tàu, những sợi dây lõi rất là bé, rất là kém chất lượng. Khi các bác mở nhạc thì nó sẽ gây ra tình trạng sôi nhiễu ù xè. Đó thì các bác mua những bộ dây chất như thế này, mình về mình thay đi nhé. Chất âm nó sẽ cải thiện rất là nhiều, cắm rút rất là êm, độ tiếp xúc cực kỳ là tốt nha các bác. Dòng dây quảng Litton, dòng dây USA này, dây thiết kế chống nhiễu một chiều, Litton OFC. Đó, dòng dây, những dòng dây nó có điều hướng mũi tên như thế này là những dòng dây rất là tốt nha. Đầu jack này, thiết kế kim loại, nó cắm rất là êm. Và một cặp dây ba lăng cái ra bông sen như thế này, bên shop em để cho tất cả các bác với giá là 300.000 một đôi, em bao ship toàn quốc nhá. Đó, bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em. Đây là một dòng dây tốt, dòng dây chất lượng, giá cả hợp lý thì em sẽ luôn luôn nhập về phân phối để cho tất cả các bác sử dụng cho dàn audio của mình, để chất âm được hay nhất, chuẩn nhất nha các bác. Rồi, đi qua dòng dây thứ hai, đây là dòng dây ba lăng đực cái. Thường các bác cắm từ những con vang xuống những con nong tiếng này, từ những con nong tiếng xuống những con men, con đại công suất, hoặc từ những con vang xuống những con men, con đại công suất nhá. Đó, sử dụng đầu jack chân đồng, rất là đẹp. Em sẽ cắm thử để cho tất cả bác cùng xem này. Đó, rất là ok nhá. Cắm cái là nghe chất rất là sướng. Đó, rất là chặt nhá, rất là chặt. Những loại đầu jack như thế này thì nó cho độ tiếp xúc rất là tốt. Khi các bác sử dụng những dàn audio công suất lớn mà các bác sử dụng những sợi dây tàu, loại của nó rất là bé. Khi các bác mở nhạc lớn thì nó rất là dễ bị nóng dây, cũng như là khi mình đánh nó sẽ cho âm lượng là lúc to lúc lọ, đó là âm thanh nó không đều. Đó, vì dây nó quá bé và rất là dễ bị chạm chập hư hỏng thiết bị của chúng ta. Còn thay vì như vậy thì các bác mua những bộ dây như thế này, chắc chắn, bền bỉ, chất âm hay, độ tiếp xúc tốt. Đó, giá cả thì rất là hợp lý, chỉ có 300 một đôi thôi nhá. Đó, rất là xịn, rất là đẹp như thế này. Rồi, bác nào có nhu cầu thì cứ liên hệ cho em nhá. Em sẽ mở bên trong để cho tất cả các bác cùng xem này. Bên trong thì được bên em đấu mát cực kỳ là cẩn thận nhá. Đó, vừa thiết kế chống nhiễu đây, đấu mát đầy đủ cho tất cả bác luôn. Đó, các bác mua về chỉ việc cắm vào là xài thôi. Cắm rất là êm, độ chống nhiễu cực kỳ là tốt nha các bác. Giá chỉ có 300 một bộ thôi, ba lăng đực cái và ba lăng cái ra bông sen, giá đều như nhau nhá. Đó. Rồi, bác nào có nhu cầu thì liên hệ cho em theo số điện thoại Zalo em để ở phía dưới nhá. Rồi, em Hoàng xin kính chào tất cả anh em và các bác. Hẹn các bác các video tiếp theo. Xin chào.